Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpforce.com. Ngày nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng một cái app tiếp theo. Cái app này thì mình có thể sử dụng để chụp ảnh 360 độ và up lên Facebook. Và sử dụng nó như là đây, các bạn thấy là mình đang là để cái chế độ trên Facebook này. Mình mới chụp cái hình này hồi chiều. Và các bạn có thể thấy là mình có thể xoay cái hình ở ngoài thì mình đang cầm cái điện thoại để quay linh tinh ở ngoài ha. Hoặc là các bạn có thể lên lên trên Facebook trên máy tính á, thì nó cũng có. Ok, thì làm sao chúng ta có thể làm được cái hình như thế này và có thể up nó lên Facebook. Đầu tiên các bạn vào App Store, phần cái app này là một cái app miễn phí nên các bạn vào App Store ha, hoặc là bên Google Play. Cái phần mềm này là phần mềm của Google nên mình chắc chắn là bên Google cũng sẽ có. Và cái tên của nó là Google nè, Street View, Google Street View, Google Street View, ta click vào Google Street View, cái chữ Google Street View nè, click vào thì nó sẽ hiện ra. Ở đây chúng ta sẽ coi thử là đây, nó là chế độ xem phố của Google, Google dịch. Ok rồi nè, Google Street View đó, nó là chế độ xem phố của Google. Chúng ta tải cái app này xuống thôi. Như ở cái này thì mình tải rồi cho nên là đây mình đang để quay lại store để mình xem thử coi là cái app này nó yêu cầu như thế nào. Có thể thấy yêu cầu iPhone iOS 8.0 trở lên thì có thể là từ 4S trở lên á. Rồi, sau khi các bạn tải xuống rồi ha, cài đặt rồi thì chúng ta có thể mở cái app này lên. Ngoài các bạn có thể thấy đây là cái giao cái icon này, đó, icon của nó nè. Đây nè ha. Nó đây ha. Chế độ xem. Ok, thì chúng ta mở cái app này lên. Đầu tiên, khi các bạn mở ra thì nó sẽ có cái dạng như này, bộ sưu tập như là khám phá. Thì những cái khám phá này, cái app này đa phần là dạng như là Google nó bổ sung cho mình để chúng ta có thể chụp hình xong rồi up cái hình này. Nó sẽ tự động nó lấy những cái hình này để cập nhật vô cơ sở dữ liệu của nó. Tuy nhiên mình không có cần quan tâm những điều đấy, mình cần nó là cần cái camera thôi. Ở đây các bạn thể thấy là hình có cái icon camera ở ngay phía dưới góc dưới bên tay phải này ha. Ta click vô. Thì đây nó sẽ có ba cái. Thứ nhất là liên kết máy ảnh 360 độ bên ngoài, nhập ảnh 360 và máy ảnh. Chúng ta sẽ cần cái máy ảnh. Chúng ta click vào máy ảnh cái dưới cùng ha. Thì nó sẽ bật cái máy ảnh lên cho chúng ta. Các bạn có thể thấy là đây nó đang là có cái dấu chú vàng vàng đó, thì mình sẽ đưa cái tròn tròn này, chúng ta đưa cái máy chụp hình lên cho bắt đầu nó chạy chạy đó, nó ok như vậy là ok rồi. Chúng ta tiếp tục đưa sang bên phải tí xíu nữa đó. Cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy tới khi nào mà ok như thế này xong rồi ta đưa tiếp tục đưa cái màn hình đây ha. Chúng ta đưa cái máy đưa cái điện thoại lên trên chút xíu nữa nó sẽ hiện tiếp tục cái chấm màu kem. Thì chúng ta cứ bạn đưa cái máy vào chấm màu kem và tiếp tục nó nhận. Các bạn có thể thấy là khi nó chụp á, thì đa phần các bạn cảm thấy là nó sẽ có một chút khác biệt về màu sắc. Tuy nhiên là cái này các bạn yên tâm đừng lo, bởi vì khi mà mình chỉnh xong á, khi chúng ta chụp xong rồi á, thì Google cái app nó sẽ chỉnh lại chúng ta. Ở đây là sau khi mình đã chỉnh quay hết một vòng đầy đủ một vòng đấy ha, tương tự với lại ngang. Thì sau khi xong ở ngang và ở trên rồi, các bạn có thể tiếp tục đưa xuống dưới nó hiện ra màu cam chỗ nào, nói chung nó hiện ra màu cam chỗ nào các bạn đưa đưa cái camera tới chỗ đó thôi. Đó, cứ vậy chụp. Kinh nghiệm của mình để làm sao để mà chụp chụp hình 360 độ mà nó tốt nhất á, là những cái vật thể ở gần bạn nhất nên để nó cách xa bạn ít nhất là 5 mét. Ít nhất là 5 mét. Ví dụ như đây là một số cái đây cái màn hình lúc mà mình chụp này đó ha, hồi trưa đó, là khi chụp xong một vòng này đưa tiếp tục lên trên đó, cứ vậy một vòng các bạn sẽ thấy là ở trên nó còn tiếp. Thì chúng ta đưa cái máy ảnh lên trên chút xíu nữa, cứ như vậy á, sau khi xong ở trên rồi quanh dưới đó. Khi xong rồi, khi bạn chụp xong thì nó sẽ hiện ra như này, nó chạy ra cái hình đã sẵn sàng xuất bản. Nó sẽ có cái đường màu cam cam nó chạy đó, khi nào mà nó lót hết cái cạnh màu cam nó chạy tới hết á là ok, nó sẽ tự động nó nhập vào trong cái kho ảnh của các bạn ha. Ví dụ như đây là kho ảnh sau khi chụp xong. Đây thì tự động nó trong kho ảnh nó sẽ cập nhật cái hình này. Và hình này chính là cái hình 360 độ sau khi Google Street View nó xử lý cho chúng ta. Sau khi đã chụp xong rồi, những cái chúng ta cái app coi như là xong rồi đó ha. Đó, có thể vào Facebook và chúng ta upload nó lên một cách rất là bình thường y như là
hình bình thường vậy. À, đây chúng ta click vào ảnh ha, và đây các bạn có thể thấy là khi chúng ta click vào thì ở ngay phía dưới, ở góc dưới bên tay phải, góc dưới bên tay phải của cái hình nó sẽ xuất hiện cái hình 360 độ, cái icon 360 độ. Với những cái hình bình thường các bạn sẽ không thấy nó có cái icon đó, chỉ duy nhất với hình này là có thôi. Ví dụ như là một số cái hình khác, ví dụ hình này là hình đây cũng 360 độ, nhưng mà cái hình này thì mình không chụp 360. Ở đây thì mình chỉ có chụp ngang một chút xíu thôi, khoảng cỡ 5 5 6 tấm ảnh ngang thôi, nó cũng tính là 360 độ. Tuy nhiên là để cho nó có cái hiệu ứng đẹp nhất á thì sử dụng như mình hướng dẫn ha, chụp ngang xong chụp đưa máy lên trên, chụp ngang vòng vòng nữa. Tới khi nào mà chụp hết toàn bộ cái cảnh ở trên, ở dưới, cả dưới chân mình luôn. Ha, cứ vậy đứng giữ nguyên, nhớ là cố định chỗ đứng của chúng ta ha. Cố định chỗ đứng và chúng ta chụp thôi. Sau khi xong rồi nó tự động load và nó sẽ xử lý và nó đưa cái hình vào trong cái kho ảnh của chúng ta. Sau khi chọn bên Facebook, chúng ta quay lại bên Facebook ha, chúng ta chọn cái ảnh đó và bấm xong là upload lên, là tự động nó sẽ upload lên và cái hình này nó sẽ trở thành ảnh 360 tương tác. Đó, nó sẽ chạy và nó tự động nó load một chút xíu. Nó sẽ hiện là 360. Nếu như mà Facebook của các bạn không hỗ trợ cái 360 này á, thì tốt nhất các bạn nên update cái phiên bản Facebook mới nhất ha, Facebook mới nhất để nó hỗ trợ cái 360. Cái này nó cũng khá thú vị đó. Đây chạy lo xong là đó, bây giờ chúng ta có thể quay 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 để nhìn xung quanh, nhìn trên, nhìn dưới. Đó. Nếu như cái vật thể các bạn ở gần quá thì các bạn có thể thấy là ở một số cái góc, ví dụ như là đó cái góc mái nhà đó thì nó sẽ có những cái hơi bị lệch ra. Tuy nhiên những cái lỗi đó thì có thể là chúng ta có thể bỏ qua được, không sao đâu. Đó, những cái đây cái góc này này có thể thấy là trên mái nhà nó hơi lệch lệch, hoặc là cái dây điện chẳng hạn thế. Ok, thì đó là cái cách sử dụng cái Google Street View, cách chụp và cũng như là cách upload lên Facebook. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tốt này. Nếu các bạn thấy thích nhớ click subscribe và để lại comment phía dưới các bạn cảm thấy nó thế nào, hoặc là các bạn muốn mình tiếp tục hướng dẫn cái cách làm nào khác không. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.